bản năm 2019 ngày hôm nay, các bạn thiếu nhi phố Tân Giang đang đưa đến cho chúng ta những mẫu thiết kế vừa bắt kịp với xu hướng của thời đại và mang những nét độc đáo, chất rất riêng của nhà thiết kế Thanh Huế. Cộng với đó, với bàn tay sắp xếp của đạo diễn tài ba Thanh Nhàn, các bạn thiếu nhi của chúng ta với những bước đi catwalk chuyên nghiệp đang gửi tới quý vị những bộ trang phục ấn tượng nhất. Trường nhanh sạch, thanh thoát muôn đời. Một cây
không thể nên non, một người không thể chẳng cho quê mình. Nhiều cây thì mới thành rừng, nhiều người giảm rác môi trường mới sinh. Vâng, tất cả chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường xinh.